Chào cô Thế Phụng. Chào anh. Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng trên đời này, hãy điều gì Henry Đại quyết làm thì phải làm bằng được. Anh tự mãn quá. Ngay bây giờ, chắc chắn có một điều anh không thể thực hiện được. Điều gì vậy? Để xem anh có thắng tôi trong cuộc đua này không. Xin lỗi Thế Hùng, tôi không sao cả. Nhưng chúng ta nên quay về đi. Đây là vùng đất của con trâu, nguy hiểm lắm. Tôi chịu thua cô rồi đó. Con trâu cũng là người như mình, chứ có phải ma quỷ đâu mà sợ. Tôi không thích đàn ông nói hai tiếng chịu thua. Còn anh sợ thì cứ quay về. Tôi thích đến chân núi kia. Cô Thế Phụng ơi! Thế Phụng ơi!
lần nó khéo cái tay quá, không đứa nào dệt vải đẹp bằng nó. Còn Trô à, con lớn rồi, cái bụng con ưng plăng rồi, thì cái chân mau tới nhà nó đi. Sao không để con gái tới nhà mình như người có, người tiên? Tổ tiên người mạ mình đã làm như vậy rồi, không cãi được đâu. Chào Dư, chào Kinh Trô. Lỗ tai plăng nghe xa quá, mới nói là tới liền. Plăng ngồi xuống đi. Hôm nay plăng đến may áo cho tôi phải không? Đã qua mấy mùa rẫy rồi, Cần Trơ phải thay áo mới thôi. Plăng mới dệt được cho Cần Trơ mấy tấm áo mới đẹp lắm. Plăng à, ta là mẹ của Cần Trơ, ta muốn plăng lấy Cần Trơ sanh đẻ nhiều con nhiều cháu như cây trên rừng cho người mạ chúng ta. Còn Trô à, con nói cái gì cho plăng nó ưng cái bụng đi. Plăng muốn tôi nói cái gì? Còn Trô, người mình vừa bắt được hai tên lọt vào đất ta, một đàn ông một đàn bà, chúng bị té ngựa còn chưa tỉnh dậy được. Tôi đi một lát, plăng ngồi chơi với mẹ tôi. Nó tỉnh lại rồi kìa. Anh là Henry Đại. Dạ. Dạ thưa ông, cô ấy có sao không? Hiện giờ chưa trả lời được. Chúng tôi đang ở đâu? Còn Trương, anh còn Trương tới rồi. Không được đụng tới cô ấy. Anh tránh ra đi. Cô ấy cần phải cứu chữa ngay. Anh không có gì phải lo lắng cả. Thế Phụng, Thế Phụng, người này là gì của anh? Vợ tôi. Các ông không được làm hổ. Đem anh ta đi. Buông tôi ra. Các ông không được xâm phạm đến vợ tôi. Các ông phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì các ông đã gây ra cho chúng tôi. Buông tôi ra. Buông ra. Đà, gọi Plăng chăm sóc cho người đàn bà này. Sao rồi? Lan không biết sao nữa, vẫn chưa tỉnh. Tôi đã cho người mời bác sĩ bên phía bạn, chắc họ cũng sắp đến nữa. Mày nói thiệt đi, mày vô đây làm vô thám cho tay phải không? Tôi đã nói với các ông rồi, tôi chỉ chạy lạc vô đây thôi. Tay nó làm cho tôi, chứ tôi mà thèm làm cho nó à. Thằng này nó dốc quá. Mày mà làm cha thằng Tây à, nó đè đâu mà thì có. Chỉ có tụi tao và Diệt Minh là dám đập bể đầu thằng Tây thôi. Mày nói thiệt đi, tụi nó thua trận bữa trước nên sai mày vô đây làm do thám phải không? Nếu mày nói thiệt, còn Trô sẽ thả mày và vợ mày. Tụi tao cũng không muốn gây thù chuốc oán với tụi Tây.
miễn sao nó để yên cho tụi tao sống là được rồi. Còn nếu mày cứng đầu thì tụi tao sẽ trói mày liền vô rừng cho cặp ăn thánh. Đừng, đừng làm vậy. Cao muốn bao nhiêu tiền tôi đưa cho, nhưng đừng làm vậy. Thằng này nhát gan quá. Xin ông thả tôi ra, cho tôi được gặp vợ tôi. Vợ tôi sao rồi? Có thể bị chấn thương đầu khi rơi xuống. Hiện giờ thì chưa có dấu hiệu gì đặc biệt, cần phải theo dõi tiếp mới kết luận được. Các anh đã xác minh cô ta chưa? Có dấu hiệu gì khả nghi không? Chúng tôi có nguồn tin địch đang tung gián điệp vào vùng chúng ta. Cô ta chưa tỉnh lại nên chưa hỏi gì được. Riêng tên cùng đi đáng nghi hơn. Còn một tên nữa à? Chồng của cô này Sùng đang canh giữ. Control định giải quyết ra sao? Sau khi cô ấy bình phục, tôi sẽ thả họ về. Control không nên dễ dãi quá. Bọn Pháp và bọn Việt Giang nham hiểm lắm. Control không nghĩ là bọn chúng đang chuẩn bị tấn công sao? Cái chính là Việt Minh chứ không phải Control. Hơn nữa, đất của ai người đó trồng, rừng của ai người đó sống. Người Pháp biết Control này mà. Anh Phong, anh nói cho Control biết đi. Chúng đang huấn luyện các toán biện kích người dân tộc để bất ngờ tấn công Control. Chính anh ta đã giáp mặt với bọn họ trận vừa rồi. Control biết mình đã làm gì mà. Bây giờ điều cần thiết là làm sao cho cô này tỉnh lại. Ông có thể ở lại đây được không? Được, tụi này cũng đã tính trước rồi. Trâm gì trước đi. Anh Phong, đưa Trâm gì giùm đi. Lan, biết cách chăm sóc người bệnh rồi phải không? Dạ biết. Anh có thấy gì lạ không? Em muốn nói... Cô gái, em thấy khuôn mặt này quen quen. Em lại nhớ tới một cô bạn hồi còn đi học chứ gì? Không phải. À, em nhớ ra rồi. Cái đêm em bắn thằng Tây á, cô gái này và một cô gái khác. Mà thôi, cũng chỉ nhớ mày mãi à. Nhưng có điều này em thấy rất rõ. Control đối xử với cô ta đặc biệt lắm. Control lúc nào cũng vậy. Anh tốt với mọi người. Nói với anh ghét quá. Không được gì hết á. Ý em muốn nói là Control lo cho cô gái đó, cũng như là ta đối với anh vậy. Tới đâu rồi? Thành thật khai báo đi. Không có gì đâu. Thiệt á? Nhưng mà em cũng lo lắm á. Lo gì? Em lo anh sẽ bị mấy cô gái ở đây bắt làm chồng. Sao bắt được? Người mà, chứ đâu phải người cần hôn. Thì anh đi cưới. Ông bà mình có nói lửa cần rơm lâu ngày cũng bén. Anh nhớ không? Không có đâu. Vì lúc nào cũng có em bên cạnh anh mà. Xạo. Dạ thưa cô. Dạ thưa ông Tây. Tôi chỉ biết tới chừng ấy. Tôi chạy theo không kịp, nên kêu nên réo. Nhưng cậu Út gì mê cô Thế Phụng quá nên không nghe, cứ chạy vô rừng cấm. Cũng tại mày. Tại mày mà ra hết á. Mày rủ rê, mày đốt xuống cho em tao cưỡi ngựa, nên bây giờ mới xảy ra cái sự như vậy. Em tao hả? Là con vàng, con bạc. Lỡ có chuyện gì hả? Tao cho mày ở tù một công. Đâu phải tại tôi đâu. Tại cậu Út chứ bộ. Ai biểu cậu mê cô Thể Phụng làm gì? Mày còn cãi nữa hả? Cái đồ
hại mà. Im lặng. Việc này không phải đơn giản đâu. Lọt vô trong đó, nếu không bị thu giữ ăn thịt thì cũng bị còn trâu uống máu. Em ơi là em. Trời ơi, như vậy làm sao tôi sống được nè trời. Chúng tôi đã thông báo đi khắp nơi, nhưng muốn cho công việc được mau mắn thì gia đình nên làm thêm một hành động nữa, như treo giải thưởng chẳng hạn. Có tiền người ta sẽ sốt sắng hơn. Ông Bách nói gì hả? Thưởng tiền 1.000 đồng bạc Đông Dương. Tôi giỡn với ông làm gì? Có giấy của quan Tây đàng hoàng, tôi để trong cặp táp kìa. 1.000 đồng bạc Đông Dương, cả đời ông Châu với tôi cộng lại nằm mơ cũng không được. Nhà nước Đại Pháp rộng rãi quá, ông là chắc là quan lớn lắm nên mới thưởng tiền nhiều như vậy. Đây không phải là nhà nước thưởng mà là gia đình nạn nhân thưởng. À, tôi bàn riêng với ông nha, đừng tố cáo công khai, để âm thầm mà làm. Thành công, ông nhớ đừng quên tôi là được rồi. Phải rồi, tôi có mặt thì ông phải có sáp chứ. Để tôi cho người dò la trong các buôn làng, thế nào cũng có tin. Bây giờ ông Bách uống với tôi cho thiệt say, nhưng phải làm trước vài tiếng, lấy hơi cái đã. Ông Châu chu đáo quá. À, mà ngày nào cũng có thuốc, có rượu, có mấy em đấm bóp như vậy à? Chứ sao, vàng cho thì mình cứ hưởng. Cô Hai à, hay là mình báo cho ông bà chủ biết? Không được, để từ từ coi sao đã. Bà má tôi mà biết được, tôi chỉ có nước độn thổ. Nó bây giờ là hũ vàng của ông bà đó. Tôi chỉ sợ tai nạn hay là thú rừng, chứ nếu lọt vào tay còn Trôn hay là Diệt Minh thì cũng chưa đến nỗi nào. Dù sao theo tôi, họ cũng không phải là thủ phỉ như người ta đã loan truyền. Trời ơi, anh mà còn binh vực cho bọn đó nữa à? Không chừng bác sĩ nói đúng đó. Tôi đã từng làm nghề rừng ở khu vực này, cho nên tôi biết họ. Hay là tôi có cách này. Cách gì? Chú nói đi. Trời, con ngủ sao? Lăn mệt lắm rồi, về nhà ngủ đi. Không sao đâu, Lăn chịu được mà. Cần trâu bảo Lăn về nhà nghỉ đi, sáng mai trở lại. Đưa Lăng về nhà. Thank you.
Cô có sao không? May quá, cô đã tỉnh lại rồi. Không được đụng đến tôi. Ông là ai? Sao tôi lại ở đây? Cô Thế Phụng đừng sợ. Chúng tôi chỉ cứu cô, chứ không làm hại cô đâu. Cô tự vào vách cho khỏe. Sao ông biết tên tôi? Mừng cho cô. Ông bác sĩ nói chừng nào thấy cô tỉnh dậy mà như người bình thường thì không sao. Cô cứ ở đây dưỡng bệnh, không ai quấy rầy cô cả. Ông đã đồ khốn kiếp, tôi căm thù ông. Thầy có thần linh, tôi không hề đụng tới cô. Đây là đồ của Blanc, khi chăm sóc cô đã thay cho cô. Blanc cũng là con gái như cô, không sao đâu. Kẻ nào dám xúc phạm đến cô, Control này sẽ không tha thứ. Ông là Control? Tôi không tin. Làm sao để cô tin đây? Trong vùng rừng núi này, từ sông Đa Gui đến sông Đa Đơn, có kẻ nào dám mạo danh Control? Làm sao tôi có thể tin ông thật sự là Control? Tôi rất khâm phục ông ta. Control là một thủ lĩnh, phải già hơn ông nhiều. Sao ông cười? Tôi cười vì thích thú, vì không ngờ ở chốn rừng sâu này tôi còn được một người như bà hâm mộ. Điều đó không làm cho ông nhà khó chịu sao? Tôi thấy ông ấy hoàn toàn khác với bà. Ông nói ai? Người cùng đi với bà, Henry đại. Nhưng anh ta ở đâu rồi? Ông nhà đang ngủ gần đây, rồi bà sẽ được gặp. Ông ta không phải là chồng tôi. Ờ, vậy. Tôi muốn gặp Control. Được, cô sẽ gặp Control. Đêm hãy còn dài, bây giờ cô cứ yên tâm nghỉ cho khỏe. Chị thức dậy rồi hả? Chị khỏe không? Em đem nước cho chị rửa mặt. Người hồi tối hôm qua đâu rồi hả chị? Control hả? Anh ấy đi rồi. Hôm nay là lễ đâm trâu. Chị nói sao? Anh ấy là Control à? Ừ. Tôi không tin. Mấy người đừng có gạt tôi. Sao lại gạt? Cái bụng của Blanc có sao nói vậy thôi mà. Các người giấu tôi thôi. Các người sợ lộ bí mật chỗ ở của Control chứ gì. Nhưng tôi không phải là do thám đâu. Bí mật gì đâu. Control là Control mà, giấu làm gì.
Họ làm gì vậy? Lễ đâm trâu. Cầu xin vàng ban cho mùa màng tươi tốt, dân làng khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa. Lát nữa chị xuống chơi, múa hát, đánh mã la, uống rượu cần, vui lắm. Còn Trô có tới không? Có. Anh ấy là thủ lĩnh, luôn luôn có mặt. Tôi đi tìm người thân, một cô gái cưỡi ngựa. Tôi không có khí giới. Đây. Chị đi ra ngoài chơi với tôi, vui lắm á. Tôi còn mệt, không đi đâu. Bà Lan cứ ra dự lễ đi. Tôi hứa không có trốn đâu mà sợ. Đã vô đây rồi, tôi cần phải biết control là ai. Pháp đã nấu chín để trong nồi, khi nào đói bụng thì chị cứ ăn. Chẳng lẽ là anh ta control đó sao? Ông nói thiệt đi, ông vừa đây vừa thám cho Tây phải không? Tôi chỉ đi tìm người nhà của tôi, như tôi đã thưa với các ông. Nếu không tin, các ông cho tôi gặp cô ấy đi. Nhưng không biết cô ấy bây giờ ra sao rồi. Như đất control là không sao rồi.
Nhưng để cơm có nói thiệt hay không? Ông đi với tôi. Lên đi. Chú ăn đi. Cũng may nếu cậu ta có bị gì, ba cô sẽ khổ với ông bà Pháp Á. Nhưng cô đã khỏe hẳn chưa? Ban đầu nghe nói tôi bị hôn mê khá lâu, bây giờ thì đã trở lại bình thường rồi. À, không ngờ ở trong này họ cũng có bác sĩ. Nghe nói bác sĩ của Dực Minh đó. Cô đã bị người Pháp xâm phạm rồi, bây giờ cô thấy tận mắt rồi phải không? Dạ. Chuyện gì vậy? Dạ thưa thủ lĩnh, con chủ tôi còn nhỏ nên không biết, xin thủ lĩnh tha thứ. Thủ lĩnh nào? Tôi mà là thủ lĩnh control à? Đừng giỡn như vậy, tôi chỉ là lính canh thôi. Cô thấy Phụng biết mà. Sao kỳ vậy? Cô có lộn không? Cậu này nói đúng, thủ lĩnh control phải khác chứ. Cậu này trẻ tuổi sơ sài quá. Hơn nữa thủ lĩnh mới có tiền hô hậu ủng. Nhưng tôi thấy rõ ràng anh ta ngồi trên bành voi uy nghi đi vào cuộc lễ. Nhiều khi người giống người đó cô ba. Cô nhìn từ xa khó chính xác lắm. Tôi tin là không có sự lầm lẫn đó. Thưa thủ lĩnh, xin cảm ơn thủ lĩnh đã cứu mạng. Thưa cô, tôi sẽ chuyển lời của cô lại cho control. Anh không phải là control. Thưa cô, đúng. Control sang tới đây bảo vệ tôi đúng không? Thưa cô, đúng vậy. Cô Thế Phụng, tại sao cô có hành động như vậy? Nếu ông thật sự là control thì tôi xin lỗi. Và ông có thể tát lại tôi nếu ông muốn. Còn nếu ông không phải là control thì cái tát này là để nhắn gửi với ông ấy đã có một hành động không đúng đối với phụ nữ. Như thế nào là không đúng? Tại sao ông ấy lại phái ông là đàn ông đến, trong khi tôi là con gái chỉ có một mình lại đang hôn mê? Cô biết mà, tôi có làm gì đâu. Làm gì? Nếu ông làm gì thì control đã cắt cổ ông rồi. Tôi nghĩ ông ấy là một người rất nghiêm minh. Nếu hôm đó không phải tôi mà là control thì sao? Thì không sao hết. Sao lại không? Vì control rất đứng đắn. Chứ tôi không đứng đắn à? Điều đó chỉ có trời biết. Thành thử nói gì thì nói, tôi rất ghét control của các ông. Mặc dù tôi rất kính phục ông ấy. Thưa cô ba, chỗ này không phải là nhà của mình, không nên cãi cọ làm gì. Chờ gặp control mình sẽ đóng mình về. Bộ dễ về lắm sao? Tôi chỉ tâu một tiếng là các người ở đây suốt đời. Ông tâu đi. Nếu control chỉ nghe lời tâu của ông thì tôi coi mấy không ra gì cả. Lạ chưa, khi không lại cười. Tôi bắt đầu nghi ngờ tài đức của thủ lĩnh control rồi đó. Cô ba,
Lúc nãy cô nói ghét, bây giờ lại thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ thủ lĩnh của tôi lại tệ như vậy sao? Tất nhiên rồi. Ghét là vì cho một người không tử tế đến giữ tôi. Nghi ngờ là đã tin dùng một người không trung thực. Cô nói như vậy có quá lắm không? Không. Cô sẽ nói như vậy trước mặt control chứ? Đúng. Cô không sợ sao? Giết tôi là cùng, nhưng tiếng tăm của control sẽ bị quen ố muôn đời vì đã hãm hại một cô gái. Sao cười hoài vậy? Vui quá. Tôi chưa bao giờ thấy vui như vậy. Được ở bên cạnh cô và nghe cô nói, thật là thích. Sao lại thích chứ? Thôi cô ba, một con nhịn chín câu lành. Huống chi tôi không sợ. Tôi phải nói cho đồng đến control mới thôi. Con chủ tôi nhỏ dài, tánh khí thất thường, xin ông bỏ qua cho. Nếu có bác tội thì tôi xin thấy mạng. Ông làm ơn tâu với control là cho chúng tôi được gặp. Control, tôi mới vừa lượm được những tin tức quan trọng lắm. Được, tôi sẽ gặp anh ngay. Phèn này chắc hết đường về. Control, anh mới đúng là control của tôi. Trời ơi, đến nước này mà cô ba cũng còn giỡn được. Đúng là chỉ có mình cô thôi à. Control biết không, chúng ta đang có một số tiền lớn trong tay. Ở đâu vậy? Sao tôi không biết? Anh Hòa vừa cho biết bọn phá bắt đã ra cáo thị, sẽ thưởng 1.000 đồng bạc Đông Dương cho ai tìm được Henry Đại, con trai út của nhà tài phiệt Pháp Á. Vậy à? Không ngờ chúng ta cũng được khách quý đến thăm. Ờ, tôi có ý kiến vậy. Ta đem Henry Đại đổi lấy số tiền kia, mua thêm vũ khí và giải quyết một số công việc khác như thuốc men, lương thực. Chúng ta sẽ kiếm tiền bằng cách khác, có thể chậm hơn cũng được. Tôi không muốn người ta nghĩ rằng control là một tên cướp chuyên bắt cóc tống tiền. Đã hơn một tuần lễ trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa có tin tức gì của con trai tôi cả. Tôi đã chi ra không ít tiền cho vụ này, ít nhất các ông cũng phải cho tôi một chút hy vọng nào chứ. Chúng ta đều là người Pháp, chẳng lẽ tôi phải nhờ đến người Nhật? Bọn Nhật cứ cử người dò la tôi về chuyện này, khiến tôi không loại trừ khả năng còn trôi do Nhật điều khiển. Nhưng dù sao tôi vẫn hỏi ý kiến các ông trước, để sau này các ông không trách tôi. Nếu để bọn Nhật nhúng tay vào thì còn thể thống gì? Trung úy, ông hãy nói kế hoạch của ông cho mọi người nghe đi. Tôi nghĩ rằng nội chiều nay chúng ta sẽ có tin tức. Ông làm ơn nói rõ hơn, tôi nóng lòng quá, không thể chờ đợi thêm được nữa. Bà đã chờ đợi cả tuần rồi còn gì. Sự bí mật rất cần thiết, mong bà thông cảm cho. Sao anh không nghe lời anh Phong, thả hai người đó đi cho rồi? Anh muốn tìm hiểu thêm về họ. Thật ra họ vào đây làm gì? Em nghĩ Control không nói thiệt cái bụng. Sao Plan lại nói vậy? Plan không tin anh à? Tin, nhưng mà Control nhìn người ta kỳ lắm. Con mắt của Control muốn giữ người ta lại, không cho người ta đi. Lan, không được hỗn. Chị Lan, sao chị khóc vậy?
Cô Thế Phụng, cô không được lên đó. Em đi tìm thủ lĩnh Control xin một việc. Cô không thể tự tiện gặp thủ lĩnh được. Có gì nói với tôi sẽ nói lại. Nhưng mấy bữa em gặp Control hoài mà. Thủ lĩnh rất là bình dân, dễ thương. Ai cho phép cô thương Control? Cô về chỗ của cô ngay đi. Cô Thế Phụng.